Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video Yamaha IZF R15 2017 giá hơn 100 triệu tại Hà Nội. Mẫu Sportbike 150 phân khối R15 2017 của Yamaha được một đơn vị kinh doanh tư nhân nhập khẩu từ Indonesia. Giá bán của mẫu xe này khoảng 112 triệu đồng. Yamaha R15 2017 được giới thiệu tại Indonesia hồi đầu năm nay. Chiếc Sportbike 150 phân khối này cũng được Yamaha Việt Nam trưng bày tại triển lãm mô tô xe máy 2017 cách đây không lâu. Tuy nhiên, hãng chưa có kế hoạch phân phối cụ thể. Chiếc R15 V3.0 đầu tiên tại Hà Nội được nhập khẩu bởi một showroom kinh doanh tư nhân. Giá rao bán tại cửa hàng khoảng 112 triệu đồng. Đây là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. So với thế hệ cũ, IZF R15 2017 thay đổi toàn bộ diện mạo. Động cơ xe cũng được tinh chỉnh, kích thước dài, rộng, cao của xe lần lượt là 1900 x 725 x 1135 mm. Phần đầu xe thay đổi rõ rệt với cụm đèn pha đôi, dùng bóng LED, phong cách thiết kế mới khiến chiếc xe hầm hố, hiện đại hơn so với thế hệ cũ. Mặc dù vậy, khung xe vẫn giữ dạng đẹp ta bóc như trước đây. Yên xe phong cách mới, ốp trang trí bên ngoài khá giống với các mẫu mô tô phân khối lớn của Yamaha. Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Honda CBR 150R nhập khẩu không chính hãng hay Suzuki GSX-R150 chính hãng. R15 2017 sử dụng động cơ 4 thì 155 phân khối làm mát bằng dung dịch cho công suất 19 mã lực tại 10.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 8.500 vòng trên phút, tích hợp phun xăng điện tử, tỷ số nén 11,61. Mẫu Sportbike này được trang bị công nghệ van biến thiên VVA. Tuy nhiên, khung sườn mới được tinh chỉnh để giúp phân bổ trọng lượng trước sau cân bằng. Xe sử dụng phanh đĩa đơn đường kính 282mm. Đáng chú ý, ở thế hệ này, R15 sử dụng giảm xóc hành trình ngược thay cho giảm xóc ống lồng trước đây. Cụm đồng hồ được thiết kế lại hoàn toàn, không còn sử dụng đồng hồ analog như trước đây. Thiết kế bên ngoài của R15 V3.0 thay đổi rất nhiều chi tiết. Vỏ ốp bình xăng trang trí chi tiết như khe gió cho cảm giác hầm hố hơn thế hệ cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.